khỏe nhưng rồi lại quên cái gia đình. Và một ý gia đình nữa là không xây được công trình. Và bây giờ chúng ta làm tiếp theo phục vụ. Chúc mừng cho ngày vui của hai cháu. Tôi xin hát bài tình cho con biết không? Thank you.
cô sẽ...